Chào các bạn, tôi tên là Cristiano Ronaldo. Hãy uống nước nào. Bao nhiêu lúc ta thấy sức khỏe mình đang đi xuống hang, bao nhiêu lúc ta thấy ta cần phải tập thể dục thể thao mà ai cũng thấy thế nhưng mà lười vì còn nhiều việc cấp bách hơn. Quyết tâm đâu bằng lời, điều quan trọng nhất là hành động. Tích cực lạc quan cười lên nha, ăn uống lành mạnh Covid xa, mồ hôi ra nhiều thật khát quan và uống nước lọc không nước có ga. Sức khỏe của ta thì ta giữ, tiền kiếm đủ không khi ta già. Bệnh tật bùa vây vì quá khứ, ta qua chủ quan chẳng giữ gìn. Sức khỏe của ta là vô giá, ta không chủ quan một phút nào. Đẩy lùi Covid đi thật xa, bảo vệ người thân và chính mình. Ta muốn những gì phải là tinh khiết, ăn uống khoa học đó là tiền quyết. Thể dục thể thao là phải thường xuyên. Covid đến đây ta đi đường quyên. Đứng dậy đi nào đừng có lười biếng, đừng lấy lý do là bận kiếm tiền. Sức khỏe của ta là vô giá, có sức khỏe rồi mới bình yên. Có những lúc ăn uống không cẩn thận, xuất xứ nguồn gốc ta có biết đâu. Tinh khiết nước từ nguồn, Aerosmith là an toàn. Cuộc sống khoa học mà ta biết, ta sẽ phải hành động ngay lúc này. Chọn lấy những gì thật tinh khiết. Vì còn nhiều việc cấp bách hơn, quyết tâm đâu bằng lời, điều quan trọng nhất là hành động. Tích cực lạc quan cười lên nha, ăn uống lành mạnh Covid xa, mồ hôi ra nhiều thật khát quan và uống nước lọc không nước có ga. Sức khỏe của ta thì ta giữ, tiền kiếm đủ không khi ta già. Bệnh tật bùa vây vì quá khứ, ta qua chủ quan chẳng giữ gìn. Sức khỏe của ta là vô giá, ta không chủ quan một phút nào. Đẩy lùi Covid đi thật xa, bảo vệ người thân và chính mình. Ta muốn những gì phải là tinh khiết, ăn uống khoa học đó là tiền quyết. Thể dục thể thao là phải thường xuyên. Covid đến đây ta đi đường quyên. Đứng dậy đi nào đừng có lười biếng, đừng lấy lý do là bận kiếm tiền. Sức khỏe của ta là vô giá, có sức khỏe rồi mới bình yên. Có những lúc ăn uống không cẩn thận, xuất xứ nguồn gốc ta có biết đâu.